Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì nếu như mọi người thích cái video clip này, hãy cho video clip này một like và ấn dưới cái nút subscribe đăng ký kênh để xem nhiều video của gia đình Hoya Family nữa nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Yeah. Con cảm ơn cô chú đi. Cảm ơn chú. Oh wow. Oh thank you. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay một ngày Ngọc sẽ nấu cơm ăn bình thường, các bạn lâu quá rồi không có ăn những cái món cơm bình thường, nên là hôm nay Ngọc quyết định là ở nhà còn có mấy cây măng tây này nè, nên Ngọc sẽ làm măng tây cuộn thịt xông khói, là thịt bacon đó các bạn. Bacon thì lúc nào nhà Ngọc cũng có, thì chồng Ngọc với lại Jay rất là thích ăn. Thì bây giờ Ngọc sẽ gỡ cái miếng, mà các bạn biết mấy miếng bacon này nè rất là nhiều mỡ, mỡ nhiều lắm luôn á. Đó. Đó thì bây giờ Ngọc sẽ cuộn vô như vậy, xong rồi cái mình đem mình chiên lên thôi. Cái món này là nhanh gọn lẹ, dễ mà gọi là dễ ẹt luôn á. Đây các bạn thấy không, cái thịt xông khói thì đã, cái bản thân của thịt xông khói thì đã mặn rồi nên là không có cần ướp gì nữa hết. Đó, cứ vậy mà làm thôi mọi người ơi. Bây giờ Ngọc bắt chảo lên để Ngọc chiên nha các bạn. Thì cái này là đã có rất là nhiều mỡ rồi nên là mình chỉ cần bỏ vô thôi chứ mình không có cần thêm dầu mỡ gì nữa hết. Làm gì á? Yeah, being silly. Oh, jump around. Jump vui up, dữ jump à. Up, jump down. Gì vui dữ à? Vui không? Vui. Vui dạ. Đó cô chú coi này nha, đồ chơi nó nè. Đó, thấy không? Thêm một bãi chiến trường. Robot này đi về nhà, đi dính này đi. Hết pin rồi hả? Bên đây Ngọc có một cái bịch súp tàu hũ đó các bạn. Đó, thì bây giờ Ngọc sẽ làm này lên để nấu canh nè. Đây nè mọi người, thịt bacon chín rồi nè. Canh Ngọc đang để bên này, nấu lên cho coi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào các bạn. Thì bữa ăn đã xong rồi các bạn ơi, hai món đơn giản, nhanh lẹ, dễ làm. Có mấy cái chén mayonnaise ketchup đây thì thôi xin mời tất cả mọi người, baby. Let's eat. Yay. Chồng Ngọc hồi nãy giờ là anh ngồi anh chảy nước miếng dữ lắm luôn rồi đó. Cái gì vậy chị hai? Chị hai bữa nay chị hai rộn chuyện. Chuyện quá chị hai coi nè. Cô có chào cô chú chưa? Trời ơi nó nói gì vậy trời. How is it baby? It's pretty good. Ngon không? Rồi vô xin mời tất cả mọi người. Cái này làm Ngọc nhớ tới cái món mà
tôm cuộn với lại thịt xông khói hồi đó Ngọc làm á, nhưng mà Ngọc nghĩ cái này nó sẽ không bị ớn bằng cái tôm. So this remind me of the shrimp wrap with the bacon, but I don't, but I think this one make it like what is this? As greasy as the, because this is vegetable. Cái măng tây á các bạn, tiếng Anh á đọc là asparagus. Right? Asparagus. Yeah. Thì đó, Ngọc muốn cái chữ nào Ngọc biết Ngọc muốn nói cho tất cả mọi người hiểu vậy đó. Yeah, it's really good. Here we made plenty. You guys want one? Just cheesing. Chồng Ngọc nói mà hả, tụi mình có làm nhiều lắm, mọi người có muốn ăn cái không? Ok. Chấm chung với mayonnaise ketchup á, làm đỡ đỡ mặn. Ăn chung với cơm. Cái này Ngọc nghĩ chồng một bữa nào không được đâu. Cay lắm. It's really spicy. Oh, I know. I could just look at it and tell. Ngọc nghe cái mùi này giống như mùi lá thái vậy đó. Chứ không có giống như cái mùi kim chi. Ngọc có bỏ thêm chút muối vô thôi. Oh. Wow, nóng đã miệng. Nhưng mà cái này ngon nè. So today I was at the storage. Like a job. Oh my gosh. Moving stuff around and... Chồng học từ sáng giờ. Hiện tại bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều. Từ sáng giờ ảnh ở cái nhà kho á. Tại vì các bạn biết là nhà học có cái nhà kho. Đồ đạc gì vậy, không cần thiết là bỏ ông đó, nhưng mà cái nhà kho nó không bỏ chật nhà kho luôn nữa, các bạn biết đồ nhiều chỗ nào. Nên là anh lên anh sắp xếp lại. Cái gì cần và cái gì không cần. Mà nó chưa chờ ngồi nhà làm gì. Rồi xếp xếp lại cho gọn. Chồng mà bánh ngọn chỗ không yên hết. Nói chung là Ngọc cũng cảm thấy may mắn. Tại vì chồng Ngọc ảnh siêng năng á. Các bạn tin là hồi lúc mà đi về Việt Nam á, mà kêu ảnh nghỉ thêm một tuần lễ, không lấy lương, để ở Việt Nam chơi thêm nữa mà anh không chịu á. Mày biết rồi đó. Mặc kệ lương ít hay lương nhiều, nhưng mà anh vẫn muốn đi về đi làm. Tại vì anh sợ á hả, nghỉ lâu quá sợ bị đuổi. Rồi nghĩ là quá không tốt cho cái lý lịch của ảnh sao đó. Nên là ảnh rất là yêu quý cái công việc của ảnh đang làm. Nói chung là Ngọc không Ngọc, cái tính của ảnh là Ngọc nghĩ là không phải chỉ cái công việc này ảnh yêu quý đâu, mà ảnh yêu quý việc làm. I'm telling everyone you really love your job, but doesn't matter what job you really like hard working. Cái gì á con? She dropped one of her toys on the ground. Con rớt à hả? Do you like all your toys? I want to. Bây giờ mẹ nói con nè, mẹ đang ăn. Nên là con chơi, con phải chơi cẩn thận nghe chưa? Con đừng để rớt nghe không? Con rớt là mất công là mẹ lụm, mẹ đang ăn á nghe chưa? I love you. I love you more. No, 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 I love you more. No, 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 I love you more. No, I love you more. No, I love you more. No, 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 I love you more. No, 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 I love you more. No, I love you more. No, I love you more. I love you more. What is that? I love you the most. I love you more. No, I love you more. I love you có nghĩa là mẹ yêu con, mà I love you more có nghĩa là mình thương cái người đó hơn. Đó là khi mà Jay nói hả, Ngọc nói I love you, cái Jay nói I love you, cái Ngọc nói I love you more là không, mẹ thương con hơn. Nó nói không, con thương mẹ hơn. That could have gone on forever too. You guys would love each other more if infinity. Chồng Ngọc nói cái đó là nói tới sáng luôn á. Yêu là yêu cho tới bất tận mà không giới hạn luôn. Cái
Cái nước canh này ngon quá các bạn ơi. Nước canh này bỏ mì vô ăn cũng ngon nữa. Mà thịt bacon này cũng ngon nữa. Các bạn thấy lâu quá rồi vợ chồng mình ăn cơm không? We haven't had rice in a long time. Yeah. Good. Ảnh tiện này Ngọc có cái chuyện này. Ngọc kể mọi người nghe cho vui. Mà cũng biết chuyện này phải chuyện vui không? Trước cái nhà của Ngọc, ở nhà mà của Ngọc ở Việt Nam, ba mẹ với nó đang ở đó. Ở trước nhà có cái thùng rác, nếu mà bạn đã tới chơi rồi á thì biết ở trước nhà có cái thùng rác, một hai thùng gì màu xanh. Thì mỗi cái thùng rác đó mẹ Ngọc nói là mẹ Ngọc mua khoảng 600 ngàn đồng tiền Việt Nam một thùng. Mà sáng ngủ dậy thấy mất thùng rác. Xong rồi cái mẹ đi mua thùng rác khác. Rồi xong được tuần hai tuần mất tiếp. Cái thùng rác Ngọc không biết là cái thùng rác cũng có thể đi bán lại được luôn á các bạn. Thùng rác đó đi bán lại là chắc mua 600 chắc bán cũng được lại 400-500 ha. Nhưng mà hả, mất miết cái thùng rác đó. Màu xanh bự lắm. So I'm saying, so remember in front of my in front of our house in Vietnam, there's a trash can, a green trash can, a big one. We don't know who, but it keeps losing. Someone keeps stealing your trash can. Yeah, because my mom said it's for 30 bucks for trash can. Oh my gosh. Yeah. Thanks, vandals. What does it mean? Vandals, people that you know, just take it for no reason. Oh. Just to do it. Well, you mean no reason? Let's steal it. Yeah. Criminals. Stealers and sellers of trash cans. For 25 bucks. Thùng rác mà mất hoài luôn. Well, that's crazy. We're pretty lucky. We haven't had really anything stolen. Knock on wood. This is real wood. That's wood. That's wood. But yeah, we've been pretty lucky. Ngon quá. JD, what are you doing? JD, that's hot. Be careful. That is hot. Cái gì vậy trời? Be careful. See it steaming? Cái gì vậy trời? You're gonna burn yourself. Cái số. Get down. Get down from the table. Get. Ngồi xuống này với mẹ. Get. Ngồi xuống này với mẹ. Mẹ xuống. Ngồi xuống này. Cục đàn để xuống đây với mẹ. Mẹ trung cục đàn nè. Cục đàn bây giờ quậy là biết rồi đó. Cục vàng quậy là cô biết, cô chú biết gì không? Là cục vàng muốn đi ngủ nè. Mẹ. Phải không? Mẹ ba chay hả? Đó, nó nhìn vô tấm hình đó, mẹ ba chay đó, hình như giờ. Yeah, ba chay. Baby, you know what time this is? What time is it? I think she wanna sleep. Yeah, it's nap time. Yeah, when she's really like... Yeah, like she's starting to be weird. Không muốn đi ngoài hả? You wanna go take a nap? Chị muốn đi chín, muốn đi tâm không? Không đi luôn hả? Vậy chị muốn đi đâu? Ủa sao nãy mày hỏi đi không? Nó không đi. Đi chín, đi tâm không? Cô chú biết chính với Tâm là ai không? Tâm là em họ của Ngọc. Chính nó là dì của Ngọc. Mẹ Ngọc thứ bảy, chính thứ chín. Rồi á hả, lúc mà về Việt Nam á thì chính gần nhà Ngọc nên là cứ qua chơi với chay, cứ qua giữ với nó chay miết á. Nên là nó rất là gần. Với lại mỗi lần mà dừng nó là chính dẫn nó đi nhà khách, dẫn nó đi điện máy xanh. Nên là bây giờ nó cứ đi chính đi. Nè, cái bài điện máy xanh hát sao? Điện máy xanh. Đúng rồi, chở đi điện máy xanh qua qua phải không? Dạ. Mà bây giờ con hát cho mẹ nè. Johnny Johnny. Nào. Johnny Johnny. Nào. Hát đi. Johnny Johnny. Nào. Sao nó? JD JD. Nào. Bacon. Bacon and vegetable. Ooh. Yeah, it's bacon. And vegetable. Không bacon nữa không? Gotta eat the vegetable too behind it. Nó ăn bacon đi. No, don't pick the bacon off the vegetable. Eat all of it. Nó ăn bacon thôi. Ăn ngon không? Ngon. Where are you going, JD? You wanna go down? You wanna stay up? You want some rice? Please share some rice with me, honey. You want some cheese? Nên giờ đó là cái nhà của mẹ Ngọc ở Việt Nam á, là ở đằng trước á, nói chung cái xóm nó có mấy căn nhà. Baby, I'm good. Cái xóm nó có mấy căn nhà nên là hùng tiền lại làm một cái kính cửa, cửa sắt. Bây giờ cũng có cửa nhưng mà cửa nó bằng nhôm,
nó không có hàng không gì đó, cái cửa đó củ bắp á, nói chung là hồng tiền lại để làm một cái cửa sắt hoành tráng để đừng có bị mất thùng rác nữa. So what's going on in the world, Vietnam world? Everything's good. Good, good. Is everybody kind of staying indoors more, or they kind of? No, they same. They still really cautious about this. Oh, they're still really cautious. Mm-hmm. So. It must be hard for the street vendors, huh? Or people are still going out and buying for. Yeah, from? It's really hard for poor people. Yeah. Okay. Right. My heart goes out to all the people affected. You know. Chồng mà bà nói hả, chắc cái mà bị ở nhà rất là ảnh hưởng những người mà bán những cái món đồ đường phố, giống như món ăn đường phố và bán đồ ngoài đường á. Tại vì ảnh đi về Việt Nam rồi, ảnh biết là tất cả mọi người đều phải buôn bán ở ngoài đường. Mà nói là anh muốn chia sẻ được cái những cái sự mà mất mát đó với mọi người, là tại vì không đi bán được thì không có tiền. Đúng, nếu mà đã đi buôn bán ở ngoài đường mà bây giờ người ta không cho ra đường lấy gì bán, rồi tiền nhà trả làm sao, rồi ăn uống rồi ăn làm sao. Ngon ghê, bacon để ăn nãy giờ ăn các bạn thấy không? Không có con không hề bị ngán. Oh, well that was a good meal, baby. Tự nhiên cứ ngồi suy nghĩ đã nè. I'm exhausted. Yeah. Chồng bảo nó đi làm từ sáng từ đi dọn đồ từ sáng đến mệt. I think maybe one of these days this week you come with me to storage. What for? It's to sort through the clothes. There's just so many bags of clothes. I can't do it myself. Ở trong cái nhà kho của Ngọc có rất là nhiều đồ quần áo. Tại vì các bạn biết Michigan có bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào cũng phải có những cái loại quần áo của mùa đó. Nên là anh nói anh muốn Ngọc là đi vô này. Yeah, đi vô cái nhà kho để sort through là lựa chọn ra mấy cái quần áo, chứ còn nhiều quá trong đó. How much we pay a month, baby? For the storage? Yeah. 150. Maybe 159 or something like that. Một tháng là Ngọc trả khoảng 150 đô, 160 đô cho cái tiền nhà kho đó. Mà nhỏ lắm các bạn ơi. Ngang how big is this? 10 by 15. 10 by 15 là 10 feet by 15 feet. 10 feet by 15 feet là Ngọc không biết là bao nhiêu mét nữa. Nhưng mà cỡ không biết cỡ ngang 4 dày 4, ngang 5 dày 5 không, không biết nữa. Cỡ đó đó. Theo Ngọc, theo hình dung Ngọc nhớ Ngọc đi có một lần à. Còn nhiều là chồng Ngọc có cái đó, cái công việc của anh là anh đi mấy đó không à. And it's filled. It's filled. A lot of, when my parents passed away, it was a lot of merging two households together and kind of. Tại vì á, lúc mà bán cái nhà của ba mẹ chồng Ngọc á, thì đồ đạc ở trong đó đó mình còn giữ rất là nhiều, nên là nó bị ấy ở đó rất là nhiều, nên bây giờ phải lựa chọn cái nào cần để và cái nào không cần để. Chứ giờ cái gì mà cũng để riết là không có chỗ để luôn. Phải tập cái tính là cho đi bớt. Chứ còn mà cứ để hoài là có rất là nhiều người bị cái căn bệnh đó, là cứ muốn giữ miết luôn, rồi cuối cùng cái căn nhà mình là tanh bành luôn. Mà Ngọc biết là ai trong con người của mình cũng có cái tính đó. Tại vì mình bỏ mình là uống, mình bỏ mình tiếc chứ gì đó, mà bây giờ giữ hoài là cũng không được luôn. Bởi vậy rồi bữa ăn hôm nay là tâm sự trò chuyện với tất cả mọi người nhiêu đó cũng là đã kết thúc bữa ăn hôm nay của gia đình rồi. Chạy chạy ra chào cô chú không? Giỏi, con gái tôi không ai giỏi bằng nó. Jay quá giỏi. Bước lên đây chào cô chú. Bước lên đây. Dạo hả? Ủa, ok xong rồi giờ tôi đi luôn em. Mới khen, sao bây giờ khen té hè. What's in the bathroom, honey? Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Hôi và Family Cuộc Sống Mỹ. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video clip tiếp theo của gia đình. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Thanks for coming. We'll see you later, alligators. Jay không có chào cô chú phải không? Jay, do you want to say bye bye to everybody? I think she's peeing. She's a good girl. Yeah. Jay đi nhà vệ sinh rồi đó cô chú, ngoan lắm, không có mặc tả nên cần đi nhà vệ sinh, cô chú thông cảm nha. Bye bye. Bye bye.